khi nào nó phá qua được cái mốc này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng là giá sẽ tăng cao hơn, và mình vẫn đang đặt một cảnh báo là sẽ thông báo khi mà Bitcoin vượt qua được cái mốc này. Ở thời điểm mình làm video này thì giá dầu WTI đang được neo ở mức là 69,4 đô la Mỹ một thùng và dầu Brent ở mức là 71,68 đô la Mỹ một thùng. Thì về mức giá nó sẽ có mức giảm nhẹ so với 2 ngày trước. Mỹ công bố dự trữ dầu thô tiếp tục giảm 5,241 triệu thùng và giảm hơn rất nhiều so với mức dự đoán là 2,036 triệu thùng. Tuy nhiên, dự trữ xăng dầu và các nhiên liệu khác lại tăng mạnh. Điều này chứng tỏ nhu cầu tiêu thụ năng lượng ở Mỹ trong tuần vừa qua không lớn như kỳ vọng. Và thông thường thì vào đầu tuần mà bao gồm ngày 30 tháng 5 là ngày lễ Memorial Day, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu sẽ đạt đỉnh. Tuy nhiên, năm nay nhu cầu tiêu thụ chúng ta có thể thấy là không lớn như kỳ vọng. Và trong tuần vừa rồi thì tổng sản lượng dầu và các nhiên liệu liên quan đã giảm xuống từ 19,1 triệu thùng xuống còn 17,7 triệu thùng thôi, một mức giảm tương đối là nhiều. Và nguyên nhân của nhu cầu tiêu thụ yếu này đến từ việc tình hình thời tiết xấu ở những bang ở phía đông của nước Mỹ, cộng thêm những lo ngại từ vụ hách đường ống dẫn dầu Colonial, nên các công ty và người tiêu dùng Mỹ đã tích trữ tương đối nhiều nhiên liệu. Một tin xấu khác liên quan tới thị trường đến từ phía Trung Quốc. Theo báo cáo mới được công bố, mức nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 5 đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng thời gian một năm vừa qua. Và bên cạnh đó, Trung Quốc đang có những động thái quản lý nghiêm ngặt đối với các công ty nhập khẩu dầu tại nước này. Điều này nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa nguồn cung với lý do là kế hoạch để loại bỏ dần carbon hướng tới tương lai xanh. Tuy nhiên, theo mình thì điều này chỉ có thể diễn ra sau khoảng một thập kỷ nữa. Và động thái giảm nhập khẩu của Trung Quốc là do giá dầu đang tăng nhanh, mà các bạn cũng biết rồi, Trung Quốc thì khá là dị ứng với đồng đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo mình, động thái của Trung Quốc có thể sẽ kìm hãm được giá dầu trong thời hạn ngắn hạn một chút. Nhưng xét về dài hạn trong tương lai thì Trung Quốc sẽ vẫn cần nhập khẩu rất là nhiều dầu để phục vụ cho tiêu dùng và sản xuất. Trong khi đó, cơ quan năng lượng của Mỹ vẫn lạc quan với nhu cầu của tiêu thụ dầu và dự đoán mức tiêu thụ sẽ tăng lên mức là 1,48 triệu thùng một ngày thay vì là mức 1,39 triệu thùng một ngày như lần dự báo trước. Sở dĩ cơ quan này có sự chẩn đoán lạc quan là đến từ thông tin Mỹ nới lỏng khuyến nghị đi lại với hơn 110 quốc gia vì dịch bệnh đã được kiểm soát tốt hơn. Và trong đó có Nhật Bản ngay trước thềm Thế vận hội mùa hè được tổ chức tại quốc gia này. Nguyên nhân thứ hai phần nào là do hạn chế đi lại ở các nước đang dần được gỡ bỏ. Người dân được xuống đường nhiều hơn. Ở Đức thì doanh số xăng dầu đã tăng 80% so với đợt phong tỏa trước và mức độ tắc nghẽn giao thông tại các nước châu Âu đã tăng, tuy nhiên chưa đáng kể so với trước đại dịch. Và nguyên nhân cuối cùng và mình nghĩ là có thể ảnh hưởng đến giá dầu là tình hình dịch bệnh ở Ấn Độ đã được cải thiện. Chính phủ nước này cũng đang dỡ bỏ dần những lệnh phong tỏa trên cả nước kể từ tháng 4. Và những thông tin này cho thấy nhu cầu tiêu thụ xăng dầu các nước trên thế giới đang trên đà phục hồi và giá dầu chỉ có thể bị ảnh hưởng một cách bất ngờ nếu mà Iran quay trở lại với thị trường. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken hôm thứ Ba đã cho biết, ngay cả khi Iran trở lại thì tuân thủ thỏa thuận hạt nhân, hàng trăm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với Tehran vẫn sẽ được áp dụng. Theo mình, chặng đường mà Iran quay trở lại với thị trường sẽ còn rất là gian nan, ít nhất là sau 3 tháng kể từ tháng 5, sau khi mà IAEA kết thúc cuộc điều tra đối với Iran. Nhìn chung, các tin tức trên thị trường cho chúng ta thấy giá dầu vẫn trong một đà tăng bền vững. Giá có thể bị ảnh hưởng bởi những chính sách mới của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, thì giá sẽ phụ thuộc vào tốc độ hồi phục kinh tế của các cường quốc. Việc mà các nước có thể kiểm soát được tình hình dịch bệnh tới đâu, nới lỏng giãn cách sẽ giúp cho nhu cầu đối với dầu sẽ tăng mạnh trở lại. Và một số chuyên gia dự đoán giá dầu sẽ dao động quanh mức 70 đô trong vòng quý 3 của năm nay. Và chúng ta sẽ sang phần đồ thị chúng ta cùng xem. Và đây là cái đồ thị của dầu thì như chúng ta đã thấy là dầu ở đóng phiên qua đã xuất hiện những cái nến đỏ và nó sẽ có khả năng sẽ là một cái nhịp điều chỉnh tương đối là nhẹ trong một cái đà tăng của nó trong thời gian tới. Và chúng ta sẽ vào khung 4 giờ để mình xem. Và đây cũng là cái mũi tên hôm qua mình vẽ ở trong cái buổi livestream và mình vẫn nghĩ là chúng ta sẽ giữ được những cái mốc chúng ta bài quanh khu vực này 69, 68, 5, 6, 7, 8 và 66, 7, 95 và cái kỳ vọng chúng ta sẽ là lên mức là 71,65 đô. Thì cái nhận định của mình cũng đã tham khảo và có xem thêm những cái nhận định ở nước ngoài như các bạn đã thấy. Thì mình đánh giá là cái mốc 70 đô và mốc 71,65 đô ở mốc chúng ta sẽ cần phải quan tâm trước khi giá nó sẽ quay lên và nó tiếp tục lên mức là 76 đô. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là trong dài hạn chúng ta có thể đầu tư và chúng ta có thể quan tâm đến tài sản này hay không? Thì mình nghĩ là gần như là dầu nó đang đi rất là đúng kịch bản mà chúng ta thấy ở trong thời điểm hiện tại. Nó đang có một cái trend tăng như mọi người thấy và giá liên tục chạm cái vùng đỉnh này bắt đầu quay xuống. Vậy thì những cái điểm chúng ta mua sẽ là những cái điểm ở cạnh dưới của cái xu hướng tăng này, là những cái điểm mà mình nghĩ hoàn toàn khá là hợp lý để cho những cái lệnh mua dài hạn chúng ta. Mình nghĩ là đây là những mức giá chấp nhận được nếu chúng ta nắm giữ tài sản này ở trong dài hạn.
Và cuối cùng là những cái thông tin xoay quanh Bitcoin. Thì sau khi mà retest lại mốc 32.000 vào ngày hôm qua thì giá của Bitcoin đã bật tăng trở lại. Hiện tại đang được giao dịch quanh cái mốc là 37.500 và đây là một cú phục hồi khá là đáng kể khi cái giá trị tăng lên tới gần 20%. Thì đối với cái đà giảm trong những ngày hôm qua đến từ thông tin về vụ hack của nhóm hacker tên là DarkSide tấn công vào công ty Colonial, khiến cho công ty này phải tạm dừng hệ thống và gây ra tình trạng thiếu nguồn cung nhiên liệu ở Mỹ trong rất là nhiều ngày. Công ty đã trả tiền chuộc là 75 Bitcoin với giá trị 4,4 triệu đô la vào thời điểm đó. Tuy nhiên thì FBI đã tiết lộ họ đã lấy lại thành công một phần trong số đó bằng cách hack private key và lấy lại được 63,7 Bitcoin. Thì tương hư câu chuyện này như thế nào thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mà theo mình thì việc mà FBI có thể hack sổ cái để sửa dữ liệu như nhiều người nói thì gần như một điều rất là khó để xảy ra. Và bằng cách nào đó thì FBI có thể lấy được private key thông qua việc hack vào nhóm máy tính của cái nhóm hacker này, hoặc là yêu cầu sàn giao dịch nào đó dưới quyền kiểm soát để cung cấp cái thông tin này. Tuy nhiên giả thuyết này cũng rất là khó vì DarkSide không phải là một nhóm hacker tay mơ và nhóm này thực hiện hàng nghìn vụ hack trên khắp đất nước Mỹ. Một số người cho rằng FBI đưa ra tin này là để bảo vệ cho danh tiếng của công ty Colonial cũng như là ổn định lại tình hình thị trường xăng dầu và nhằm để dằn mặt các nhóm đối tượng công nghệ cao, chứ thực chất là số tiền đó không thể lấy lại được và cũng có thể đây là một cái điều đúng. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì Bitcoin trong trường hợp này cũng không có gì là xấu, chỉ có người sử dụng của nó là vào mục đích xấu mà thôi. Và mình nghĩ những cái tin tức này chỉ ảnh hưởng tới Bitcoin trong ngắn hạn chứ không có tác động trong dài hạn tới giá của cái đồng tiền số này. Và để tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp đến với những cái thông tin đến từ Trung Quốc. Thì đây là một quốc gia mà tiếp tục ban hành những cái lệnh cấm đối với tiền điện tử và với cái việc đào Bitcoin. Gần đây nhất thì tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc cũng đưa ra lệnh cấm toàn bộ hoạt động đào Bitcoin tại tỉnh này. Và đây là tỉnh thứ 3 tại Trung Quốc cấm những hoạt động liên quan tới Bitcoin sau Tân Cương và Nội Mông. Từ Trung Quốc cấm đào Bitcoin là để phù hợp cho mục đích hướng tới tương lai xanh. Ngoài ra thì Trung Quốc cũng muốn giảm bớt mức độ phổ biến của đồng tiền này. Ở Trung Quốc thì đi vào vận hành đồng tiền điện tử của quốc gia nhằm kiểm soát được tình hình kinh tế một cách tuyệt đối và bớt phụ thuộc vào đô la Mỹ. Tuy nhiên thì nước đi này của Trung Quốc mình nghĩ là cũng không gây ảnh hưởng tới Bitcoin trong dài hạn. Vì rất nhiều nơi trên thế giới hiện nay đang rất chào đón Bitcoin. Ví dụ như ở tại thành phố Miami, chính quyền nơi này đang muốn biến Miami thành một thung lũng Bitcoin và một nơi tập trung để phát triển cho cái đồng tiền kỹ thuật số này. Hay như ở một quốc gia khác cũng đang gây được rất nhiều sự chú ý trong truyền thông, đó là chính là El Salvador. Đây là quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là đồng tiền pháp định và thậm chí người dân sẽ được đào tạo để có thể quen với việc sử dụng Bitcoin hàng ngày. Và đặc biệt là lợi nhuận thu được từ việc nắm giữ Bitcoin không bị đánh thuế. Để trở thành công dân của El Salvador thì người ngoại quốc chỉ cần chi trả 3 Bitcoin. Thì động thái này của El Salvador cũng là một động thái để phát triển nền kinh tế trong dài hạn với việc đặt cược vào sự gia tăng giá của tiền điện tử. Giả sử tiền điện tử phát triển với một tốc độ kỳ vọng trong tương lai thì El Salvador cũng sẽ chuyển mình từ một đất nước khó khăn thành một đất nước có lợi thế cạnh tranh. Và đây cũng có thể được coi là một bước tiến mới trong sự phát triển của tiền điện tử khi mà có một quốc gia đầu tiên công nhận Bitcoin là một đồng tiền fiat. Và quốc gia này cũng sẽ có thể trở thành một nơi mà những nhà đầu tư hay những cái thợ đào có thể đầu tư cái khoản vốn rất là lớn của họ vào đây. Và chúng ta sẽ vào với phần đố thị cho xem có điều gì xảy ra. Trước khi tiếp tục video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người là hiện ở thời điểm hiện tại có rất là nhiều kênh mọi người có thể học tập và liên hệ với mình. Thứ nhất là qua Telegram ở nhóm Private như mọi người thấy ở trên màn hình. Ở trong này mình sẽ gửi cho mọi người tất cả những cái thông tin cập nhật nhất về thị trường, bao gồm những cái tín hiệu mọi người thể tham khảo, những cái tin tức về thị trường, những cái bài học, những cái kinh nghiệm của mình và những cái tình huống mà mình sẽ giúp cho mọi người xử lý khi cái tài khoản mọi người bị thua lỗ. Và nên nhớ đây sẽ là nhóm miễn phí và không phải tốn bất cứ một cái chi phí nào để tham gia cả. Và cách tham gia rất là đơn giản. Mọi người có thể vào bất cứ một cái video nào của Emforex ở trên YouTube và mọi người sẽ vào phần mô tả ở dưới cái video đó. Và tiếp theo mọi người sẽ bấm vào phần form đăng ký nhóm hỗ trợ trader mới và thực hiện theo những cái bước ở dưới đây. Và các bạn thư ký sẽ add mọi người vào nhóm. Và chúng ta sẽ vào cái phần chính của video chúng ta ngay sau đây. Và đây là cái đồ thị của Bitcoin. Như mọi người thấy thì giá nó có một cái khu vực rất là lớn ở đây là khu vực 31 và khu vực 30. Giá nó liên tục sideways và bắt đầu chạm ở đây và cú mà bật tăng lên tương đối là mạnh. Tuy nhiên mình theo cá nhân đánh giá là chúng ta sẽ có mốc rất là quan trọng, đấy là mốc 40.000 và mốc 41.000. Khi nào nó phá qua được cái mốc này thì chúng ta mới có thể kỳ vọng là giá sẽ tăng cao hơn. Và mình vẫn đang đặt một cảnh báo là sẽ thông báo khi mà Bitcoin vượt qua được cái mốc này. Bởi vì nếu mà xét theo thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy được là gì? Nó vẫn đang ở trong đà giảm với những cái đỉnh mà giảm dần. Chỉ khi nó phá qua được những cái mốc như ở đây mọi người sẽ thấy, đấy là mốc 38, mốc 40 và mốc 41, thì cái đà tăng của nó mới quay trở lại.
Còn không thì với những cái việc tạo ra những cái đỉnh giảm dần và những cái xung động, những cái xung động của thị trường nó giảm dần, thì cái việc mà Bitcoin sẽ quay đầu giảm điểm tiếp tục sẽ là có rất có khả năng xảy ra. Vậy thì chúng ta có nên mua vào ở thời điểm này hay không, thì thực sự là mình cũng không ủng hộ cho việc mua vào ở thời điểm này lắm. Bởi vì đối với những cái bạn mà đã mua được mốc 30, 31 như mình đã báo ở trong những video trước, thì chúng ta sẽ có một cái vị thế an toàn hơn rất là nhiều. Thay vì cái việc chúng ta mua ở đây, chúng ta mua ở mức mà 36, 37 ở đây, chúng ta ăn lên 38, 40 chỉ được vài nghìn. Nhưng nếu lúc giá nó đi xuống, chúng ta sẽ phải trả một cái giá rất là đắt. Vậy nên chúng ta sẽ nên chờ đợi những cái điểm tốt hơn để chúng ta mua vào, thì nó sẽ ok và an toàn hơn rất là nhiều. Và nên nhớ, Bitcoin có biến động rất là lớn. Nếu chúng ta không bình tĩnh và chúng ta không sử dụng đúng những kiến thức cũng như những cái dự báo của chúng ta, thì khả năng mà chúng ta bị thua lỗ thị trường này rất là cao. Và đây là những khuyến nghị các bạn có những cập nhật gì thêm về cái đồng tiền kỹ thuật số này, mình sẽ chắc chắn sẽ gửi cho các bạn một cách nó nhanh nhất và chính xác nhất. Và một lần nữa cảm ơn mọi người dành thời gian theo dõi video cập nhật thị trường của mình ngày hôm nay, và hy vọng những thông tin này sẽ giúp cho mọi người nắm được tình hình thị trường một cách tốt nhất và có những phương án xử lý với những cái tài sản mọi người đang giao dịch một cách nó sẽ chuẩn nhất. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.